Hiệp 1 Tổng Trọng chào thua hai Nhật, Hiệp 2 Tổng liệu có quật nổi hay không? Vào ngày 20 tháng 3 năm 2020, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã tập hợp cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Cùng với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, Ban Thường vụ này đã sai phạm nghiêm trọng trong dự án khu đô thị Thủ Thiêm. Lúc đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thư kết luận ông Hải đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Hình thức kỷ luật với ông Lê Thanh Hải là cắt chức vụ nguyên Bí thư Thành ủy và với ông Lê Hoàng Quân là cắt chức vụ nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vào năm 2020, ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đã bị kỷ luật một lần. Kỷ luật cách chức vụ lại thực hiện đối với người không còn chức vụ thì đúng là một trò hề mà chỉ có những bộ óc siêu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam mới nghĩ ra được. Trên thế giới, không có quốc gia nào lại đi trừng phạt quan tham bằng cách cắt hết các chức vụ trong quá khứ của họ. Ông Nguyễn Phú Trọng tự nghĩ ra khái niệm kỳ lạ, chức vụ nguyên lãnh đạo hợp thức hóa cho những trường hợp được ông tha bổng hoặc ông không thể kỷ luật vì quá cứng cựa trên chính trường. Nói thẳng ra, việc cách chức nguyên bí thư hay nguyên chủ tịch là sự thất bại trong cuộc đốt lò của ông vì không thể đụng đến đối tượng. Vào ngày 6 và 7 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú đứng đầu đã họp kỳ thứ 41. Nội dung kỳ họp này là thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực xem xét kỷ luật với các ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Lam Phong do liên quan đến những sai phạm tại vụ án Vạn Thịnh Phát và IEC. Được biết, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là ông Nguyễn Phú Trọng, phó ban là ông Tô Lâm. Không rõ ai trong hai người này chỉ đạo ông Trần Cẩm Tú thực hiện việc kỷ luật đối với ông, ba ông nêu trên. Kể từ đầu năm đến nay, ông Tô Lâm đã nhiều lần cho đánh úp các quan chức, cả đương nhiệm và mãn nhiệm. Ông không cần thông qua quy trình kỷ luật của Đảng, nhiều khề mà thẳng tay bắt sống luôn. Nhưng lần này, cái đánh Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong lại diễn ra bài bản đúng theo quy định mà Tổng Trọng đã đề ra. Vì vậy, nhiều người suy đoán lần này có thể là do sự chỉ đạo của ông Trọng, chứ không phải của ông Tô Lâm. Thông thường, Tô Lâm nhắm vào những nhân vật đương nhiệm có khả năng cạnh tranh ảnh hưởng chính trị với ông và phe cánh Hưng Yên. Còn trong trường hợp này, các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong đều là những người đã hết thời, không còn khả năng đe dọa đến quyền lực chính trị của phe cánh Hưng Yên. Đây là một lý do khác để nhiều người tin rằng việc đánh vào nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong là do ông Tổng chỉ đạo. Này lại kỷ luật Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân một lần nữa. Nếu vụ việc là do ông Tổng chỉ đạo thì cơ hội thoát tội của ba người này cao hơn so với Tô Lâm chỉ đạo. Bởi nếu Tô Lâm ra tay thì có thể cho bắt ngay và bắt luôn, có thể bắt công khai hoặc bắt cóc chứ không cần thủ tục rườm rà. Vào hồi năm 2020, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đã thoát án thì khả năng lúc này những người này có thể lại thoát án tù một lần nữa. Dư luận đang rất mong ngóng, chờ xem ông Tổng Bí Thư trừng trị thích đáng những ông quan tham một thời này, và đó cũng đang là áp lực đối với ông Tổng Trọng. Lần trước, ông Trọng đã dùng trò cách hết các chức vụ nguyên lãnh đạo để tha tội cho họ. Không biết lần này nếu muốn tha, ông Tổng sẽ cắt thêm cái nguyên nào nữa đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông Tổng sẽ tung ra trò gì với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Hiệp 1 Tổng Trọng chào thua hai Nhật, Hiệp 2 Tổng liệu có quật nổi hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Thoi thóp hơn 2 năm, giờ Tô cho rút ống thở Novaland. Cuối năm 2022, thị trường bất động sản bắt đầu trầm lắng, lại dậy sóng bởi các tin đồn về việc tập đoàn Novaland bị mất thanh khoản, cắt giảm nhân sự, sa thải nhân viên.
đến ngày 10 tháng 11 năm 2022, ông Bùi Sình Nhơn rơi vào danh sách không còn là tỷ phú của Forbes. Cuối tháng 12 năm 2022, Novaland cầu cứu chính phủ với những vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công văn gửi Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường tháo gỡ khó khăn cho Novaland. Vào ngày 6 tháng 5, báo Thanh Tra đưa tin về Novaland. Theo một số chuyên gia, lúc đó bà Trương Mỹ Lan mới bị bắt nên chính phủ không thể không cứu Novaland. Bởi nếu để cả Vạn Thịnh Phát và Novaland sụp đổ cùng một lúc thì sẽ gây chấn động mạnh đến hệ thống ngân hàng, thậm chí là cả nền kinh tế. Thật ra Novaland là con bệnh, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Chính phủ ra tay cứu bằng cách đặt ống thở thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn cho doanh nghiệp này, chứ không thể nào chữa lành. Novaland đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Novaland kéo dài được chút hơi tàn thêm 2 năm nhưng không hề hồi phục sức khỏe. Dù chỉ sống thực vật nhưng doanh nghiệp này vẫn cần phải tiếp thêm dưỡng chất. Nếu để Novaland tồn tại, nó chỉ là ung nhọt khiến cho nền kinh tế càng thêm hư thối. Thà chịu đau một lần, cắt bỏ hoàn toàn cho dứt cơn bệnh. Vào ngày 6 tháng 5, tờ báo Thanh Niên lên bài viết Novaland hàng nghìn người mất việc, khó khăn vẫn chất chồng. Bài báo cho biết tình trạng bi đát hiện nay của Novaland như thua lỗ triền miên, hàng ngàn lao động mất việc, còn những người ở lại thì bị nợ lương. Tiền mặt thì đã cạn, Novaland muốn bán cổ phiếu để trả nợ lương và các chi phí, nhưng chẳng ai dại mà ôm mớ cổ phiếu đầy rủi ro này. Vào ngày 7 tháng 5, báo Giáo dục Thời đại cho biết công an điều tra về Novaland. Vào ngày 7 tháng 5, tờ báo Giáo dục Thời đại loan tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án khu đô thị Aqua City của Novaland. Như vậy, Novaland đã bị tướng Lê Hồng Nam tóm và đặt lên thớt. Liệu ông tướng công an này có xuống tay thì con cá đã không còn sức để bơi Novaland hay không? Cũng trong ngày 7 tháng 5, tờ báo Vietnamnet đăng tải tỷ phú đô la bất động sản xoay sở với nợ khủng gần 200.000 tỷ. Điều đáng nói là con số 200.000 tỷ đồng tương đương 8,3 tỷ đô la Mỹ là số nợ quá tầm đối với Novaland. Hiện nay, Bộ Công an đang đánh mạnh vào các doanh nghiệp sân sau, mà kết quả cuối cùng lại là các quan chức lớn ở Trung ương ngã ngựa. Đi kèm với đó là một loạt quan chức địa phương cũng bị lôi vào lò, không thường tiếc. Nếu bị đốt, Novaland sẽ trở thành một vụ án kinh tế lớn. Có thể vụ này chỉ sau vụ Vạn Thịnh Phát. Rất có khả năng Tô Lâm cho đánh Novaland để nhắm vào một ai đó. Bởi để tồn tại và phát triển trong xã hội này, doanh nghiệp không thể không dựa vào quyền lực chính trị. Lẽ ra Novaland có thể đã bị kéo đổ cách đây 2 năm, nhưng chính quyền này đã để cho nó sống lay lắt. Mà để duy trì sự sống cho con bệnh thường phải tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí cho một người khỏe mạnh. Vào ngày 7 tháng 5, báo Vietnamnet cũng đưa tin về Novaland. Có vẻ như giờ đây Bộ Công an đã quyết định rút ống thở của con bệnh Novaland để nó ra đi vĩnh viễn chăng. Tuy là con bệnh sắp tàn, nhưng một doanh nghiệp lớn như Novaland có thể vẫn đang được một thế lực nào đấy bảo kê. Vì những mối quan hệ từ trước đến nay, nếu để lộ ra, thì khả năng sẽ liên lụy tới rất nhiều người. Những thế lực này có thể sẽ vận động hậu trường để cứu Novaland, đồng nghĩa với việc cứu lấy sự an nguy chính trị của những kẻ liên quan mà chưa bị lộ. Bởi một khi doanh nghiệp đổ, thì quan chức cũng không thể nào che giấu sai phạm được nữa. Vụ án tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An mới đây là một ví dụ. Mà nếu nói về quy mô, Novaland lớn hơn hai tập đoàn kia rất nhiều. Nếu Novaland đổ, không biết ai sẽ đổ theo. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết với bản tin Thoi Thóp hơn 2 năm, giờ tô cho rút ống thở Novaland. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin lần tới từ Berlin, Trung Hoa.